Đây gọi là luận trang nghiêm. Năm, luận rơi vào thua cuộc. Có ba chủng: A, xả bỏ lời nói; B, lời nói chịu khuất; C, lời nói lỗi. A, xả bỏ lời nói, tức là người lập luận dụng 13 chủng từ để tạ với người đối luận, xả bỏ luận đã nói. Những gì gọi là 13 chủng từ? Đó là người lập luận nói rõ với người đối luận rằng luận của tôi bất thiện, luận của ông là thiện. Tôi quán bất thiện, ông quán thiện. Luận của tôi không có lý, luận của ông có lý. Luận của tôi không đủ khả năng, luận của ông có đủ khả năng. Luận của tôi bị bẻ vẫy, luận của ông được thành lập. Biện tài của tôi rốt chỉ đến đây, quá đây trở nên phải khéo suy nghĩ do lượng mới vì ông nói. Và lại bỏ qua sự việc này, tôi không nói lại. Dụng 13 chủng từ như vậy để tạ đối với người đối luận, xả bỏ luận đã nói. Vì xả bỏ luận đã nói nên biết luận mình bị phá. Vì bị người thắng rơi phía sau người, bị người kia khuất phục, cho nên xả bỏ lời nói gọi là rơi vào chỗ thua cuộc. B, lời nói chịu khuất. Người lập luận bị người đối luận khuất phục, hoặc giả mượn sự việc khác phương tiện mà thối lui, hoặc dẫn lời bên ngoài, hoặc biểu hiện sự phát giận, hoặc biểu hiện sự sân khỏe, hoặc biểu hiện sự kiêu mạn, hoặc biểu hiện sự che giấu, hoặc biểu hiện sự não hại, hoặc biểu hiện sự không thể kham nhẫn, hoặc biểu hiện sự bất tín, hoặc lại im lặng, hoặc lại buồn bã, hoặc rút vai cúi mặt, hoặc đuổi lời trầm tư, giả miệng sự việc khác phương tiện mà thối lui, tức là xả luận đã kiến lập trước, lại mượn tông chỉ khác, xả bỏ nhân dụ đồng loại, dị loại, hiện lượng, tỷ lượng và tránh giáo lượng trước đã kiến lập, liền mượn nhân cho đến tránh giáo khác, dẫn lời bên ngoài, tức là xả bỏ các nội dung của luận đã kiến lập mà nói đến các vấn đề khác như ăn uống vô quan đạo tặc, đường xá ca hát dơ bẩn, giả mượn xuân bên ngoài để xả bỏ những vấn đề căn bản đã lập, tránh đi sự vấn nạn của người. Biểu hiện sự phát giận, tức là dùng những lời thô ác không hiểu nhịn để xua đuổi người đối luận. Biểu hiện sự sân khỏe, tức là dùng những lời oán trách trả thù đối với người đối luận. Biểu hiện sự kiêu mạn, tức là dùng lời nói của hạng người tùy tiện để hủy báng người đối luận. Biểu hiện sự che giấu, tức là dùng lời nói để phơi bày những điều xấu ác mà người che giấu để nêu cử người đối luận. Biểu hiện sự não hại, tức là dùng lời nói bạo ngược để mắng chửi người đối luận. Biểu hiện sự không thể kham nhẫn, tức là dùng lời nói oán ghét để khủng bố người đối luận. Biểu hiện sự bất tín, tức là dùng lời nói hủy hoại công hạnh để bài báng người đối luận. Hoặc im lặng, tức là ngữ nghiệp lặng dứt. Hoặc buồn bã, tức là ý nghiệp buồn não. Hoặc rút vai cúi mặt, tức là thần nghiệp nghiêm nghị mà héo hon ủ rũ tiểu tụy. Hoặc đuối lời trầm tư, tức là biện tài đều cạn kiệt. Do 13 chủng sự việc đây nên biết là lời nói chịu khuất phục. Hai loại trước là loại vọng ngôn kiểu loạn, bảy loại giữa phát khởi tà hạnh. Bốn loại sau cùng là kế chấp hành, đây gọi là lời nói chịu khuất rơi vào chỗ thua cuộc. C, lời nói lỗi, tức là người lập luận bị rơi vào chín chủng lời nói nhiễm ổ quá thất, nên gọi là lời nói có lỗi lầm. Những gì là chín? Một, tạp loạn; hai, thô kém; ba, không biện biệt rõ; bốn, không có hạn lượng; năm, tương ứng phí nghĩa; 6. Không đúng thời; 7. Không xác quyết; 8. Không hiển rõ; 9. Không tương tục. Tạp loạn tức là xả bỏ những vấn đề đang luận, dùng lời nói khác xen vào. Thô kém tức là phát giận cáu bẳn và bực bội nóng nảy. Không biện biệt rõ tức là hoặc phát hoặc nghĩa đại chúng và người đối luận không thể lãnh ngộ. Không có hạn lượng tức là nghĩa được nói đến có ngôn từ nặng nề trùng lặp hoặc lại giảm bớt. Tương ứng phí nghĩa nên biết đây có 10 chủng: 1. Vô nghĩa; 2. Trái nghĩa; 3. Tổn hại lý; 4. Cùng ngang sở thành; 5. Chiêu tập quá khó; 6. Không được nghĩa lợi; 7. Nghĩa không có thứ tự; 8. Nghĩa không quyết định; 9. Thành lập năng thành; 10. Thuận theo những điều không xứng lý, các luận tà ác; không đúng thời, tức là những điều nên nói trước sau không có thứ tự. Không xác quyết tức là kiến lập rồi lại hủy bỏ rồi lại lập, thay đổi mau chóng, khó có thể rõ biết. Không hiển rõ tức là lời chê trách khinh thường, chưa lãnh hội mà trả lời, trước dùng điển ngữ sau dùng tục ngữ, hoặc trước dùng tục ngữ sau dùng điển ngữ. Không tương tục tức là ở khoảng giữa ngôn từ bị đứt đoạn. Phạm có luận bàn, nếu phạm vào chín lỗi đây gọi là lời nói lỗi rơi vào chỗ thua cuộc. 6. Luận xuất ly, người lập luận trước nên lấy ba chỗ quan sát để quan sát gốc luận rồi mới hưng khởi hoặc không hưng khởi ngôn luận, gọi là luận xuất ly. Ba chỗ quan sát: A, quan sát được mất; B, quan sát thời chúng; C, quan sát thiện xảo và không thiện xảo. A, quan sát được mất, đó là người lập luận lúc chuẩn bị hưng khởi gốc luận trước nên quan sát. Luận mà ta lập sẽ không làm tổn mình, sẽ không làm tổn người, sẽ không làm tổn cả hai chứ.
không sành tội ở hiện pháp, không sành tội ở hậu pháp, không sành tội ở hiện pháp và hậu pháp chứ, không khiến thân tâm dấy khởi các khổ nhiễu loạn chứ, không khiến do đây mà phát khởi việc cầm nắm giảo vậy, đấu tranh kiện tụng, xiểm cuống vọng ngữ chứ, sẽ không có chủng chủng ác bất thiện pháp sanh trưởng chứ. Chẳng phải không có sự lợi ích an lạc, hoặc cho mình, hoặc cho người, và cho nhiều người chứ. Chẳng phải không thường xót các thế gian chứ. Chẳng do nguyên nhân đây chư thiên, người đời không được nghĩa lợi, không được an lạc chứ. Người lập luận kia lúc quan sát như vậy, nếu tự biết rõ luận mình lập đây năng tự tổn mình, cho đến trời người không được nghĩa lợi, cũng không được an lạc, liền tự tư duy khích lệ không nên lập luận. Ngược lại, sau khi quan sát tự biết rõ việc kiến lập luận của mình không làm tổn hại, không làm tổn mình, cho đến năng dẫn nghĩa lợi trời người cùng với an lạc, để tự tư duy gắng sức lập chánh luận, đây gọi là luận xuất ly tướng tạo không tạo thứ nhất. B. Quán sát thời chúng, người lập luận lúc mới hư khỏi gốc luận nên khéo quán sát chúng hội hiện tiền có chấp nhỏ hẹp hay không chấp nhỏ hẹp, hay hiển chánh hay không hiển lương chân chánh, là có thiện xảo hay là không có thiện xảo. Lúc quán như vậy, nếu rõ biết chúng hội chỉ có hạng chấp nhỏ hẹp, không phải không chấp nhỏ hẹp, chỉ có hạng không hiển lương chân chánh, không có hiển lương chân chánh, chỉ có hạng không thiện xảo, không có thiện xảo, liền tự tư duy không nên lập luận ở trong chúng đây. Nếu rõ biết chúng hội đây không hạng người chấp nhỏ hẹp, không phải có chấp nhỏ hẹp, chỉ hạng có hiển lương chân chánh, không có không hiển lương chân chánh, chỉ có hạng người thiện xảo, không có không thiện xảo, liền tự tư duy khích lệ phải nên lập luận trong chúng đây. Đây gọi là luận xuất ly tướng tạo không tạo thứ hai. C. Quan sát thiện xảo không thiện xảo, tức là người lập luận lúc chuẩn bị hương khỏi gốc luận nên tự quan sát thiện cùng với bất thiện. Ta ở nơi luận thể tánh, luận xứ sở, luận sở y, luận trang nghiêm, luận rơi vào chỗ thua và luận xuất ly là thiện xảo hay không được thiện xảo, ta có đủ năng lực để kiến lập luận mình và bẻ gãy luận người chăng? Lúc luận bản bị thua, ta năng thoát khỏi chăng? Lúc quán như vậy, nếu tự rõ biết mình không đủ thiện xảo, chẳng phải thiện xảo, không đủ năng lực, chẳng phải có năng lực, liền tự tư duy, không nên lập luận cùng với các luận giả khác. Nếu tự rõ biết mình có đủ thiện xảo, đủ thiện xảo, chẳng phải không thiện xảo, có đủ năng lực, chẳng phải không đủ năng lực, liền tự suy nghĩ khích lệ, cần phải lập luận với các luận giả khác. Đây gọi là luận sự xuất ly tướng tạo không tạo thứ ba. 7. Luận nhiều sở tác pháp, đây có ba chủng. Ở nơi luận được lập có nhiều sở tác pháp. A. Khéo đối với tông mình, tông người. B. Dõng mãnh vô úy. C. Biện tài không cạn kiệt. Hỏi: ba pháp như vậy ở nơi luận được lập, cớ sao gọi là có nhiều sở tác? Đáp: vì khéo rõ biết tông mình, người, nên ở nơi tất cả pháp năng khởi đàm luận. Vì dõng mãnh vô úy nên ở trong tất cả chúng năng khởi đàm luận. Vì biện tài không cạn kiệt nên tùy theo sự vấn nạn đều khéo đáp trả. Cho nên ba pháp đây đối với chỗ lập luận có nhiều sở tác. Như vậy đã thuyết nhân bình xứ. Để thành bình xứ nên biết xứ đây được có 6 tướng. 1. Tướng pháp thi thiết kiến lập. 2. Tướng nghĩa thi thiết kiến lập. 3. Tướng bổ đọc giả là thi thiết kiến lập. 4. Tướng thời thi thiết kiến lập. 5. Tướng số thi thiết kiến lập. 6. Tướng xứ sở can tài thi thiết kiến lập. Bốt Đà Nam nói: pháp nghĩa số thủ thú, thời số cùng xứ sở hoặc sở y căn tài để được tướng thành mình. Một pháp thi thiết kiến lập, danh thần, cú thần, văn thần cùng âm thanh tương ưng năm đức tính. Một không thô xấu, hai dễ dàng, ba mạnh mẽ trong sáng, bốn tương ưng, năm nghĩa thiện. Hai nghĩa thi thiết kiến lập được có 10 chủng. Một căn kiến lập, hai đại chủng kiến lập, ba nghiệp kiến lập, bốn tầm cầu kiến lập, năm phi pháp kiến lập, sáu pháp kiến lập, 7. Hương thịnh kiến lập, 8. Suy tổn kiến lập, 9. Thọ dụng kiến lập, 10. Phòng giữ kiến lập. Ốt Đà Nam nói: nhãn thầy và địa thầy, thân thầy và tầm cầu, phi pháp, pháp, hương thịnh, suy tổn, thọ dụng, phòng. Căn kiến lập là nghĩa thấy, nghĩa nghe, nghĩa ngửi, nghĩa nếm, nghĩa xúc, nghĩa biết. Đại chủng kiến lập là nghĩa nương giữ, nghĩa tưởng nhuận, nghĩa chiếu soi, nghĩa động lay. Nghiệp kiến lập là nghĩa đến đi, nghĩa tuyên thuyết, nghĩa suy nghĩ, nhớ niệm, quan sát, hiểu biết. Tầm cầu kiến lập là nghĩa tìm cầu truy xét. Phi pháp kiến lập là nghĩa sát sanh trộm cắp. Pháp kiến lập là nghĩa thí giới. Hưng thạnh kiến lập là nghĩa chứng đắc hỷ duyệt. Suy tổn kiến lập là nghĩa phá hoại sợ hãi ưu buồn. Thọ dụng kiến lập là nghĩa ăn uống che chướng gìn giữ thọ hành. Phòng giữ kiến lập là nghĩa nuôi dưỡng đầy đủ sung túc. Lại được nói có 6 chủng nghĩa: 1. Nghĩa tự tánh, 2. Nghĩa nhân, 3. Nghĩa quả, 4. Nghĩa tác dụng, 5. Nghĩa tương ứng sai biệt,
Giáo nghĩa chuyển, Ốt Đà Nam nói tự tánh cùng nhân quả tác dụng tương ương chuyển. 3. Bộ đặc giả là thi thiết kiến lập tướng âm thanh nam nữ, phì nữ sai khác, hoặc lại kiến lập tướng thanh của bậc hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ sai khác. 4. Thời thi thiết kiến lập có 3 tướng âm thanh thời sai khác: 1. Quá khứ thủ thắng; 2. Vị lai thủ thắng; 3. Hiện tại thủ thắng. 5. Số thi thiết kiến lập có 3 tướng âm thanh số sai khác: số 1, số 2 và số nhiều.